Cho đến nay, những tranh cãi xung quanh câu chuyện từ thiện chậm rễ của nghệ sĩ Hoài Linh với người dân miền Trung vẫn chưa chấm dứt, thỉnh thoảng lại có thông tin bên lề trái chiều. Mới đây nhất, cộng đồng mạng lại xôn xao bức ảnh mang tính quảng cáo hiếm hoi của danh hài từ phía nhãn hàng. Theo đó, một tài khoản chia sẻ họ vừa mua mì gói và được tặng túi vải. Có thể nói, đây là nhãn hàng duy nhất tính đến thời điểm hiện tại vẫn đang sử dụng hình ảnh của nam danh hài trong chiến dịch quảng bá, tặng quà cho khách hàng. Khi túi vải quảng cáo này xuất hiện, cộng đồng mạng cũng tiếp tục dành những lời bình luận không mấy hay ho. Được biết, nhãn hàng vẫn in hình nam nghệ sĩ, chính là thương hiệu mà Hoài Linh đồng hành trong chuyến từ thiện ở vùng cao vào đầu năm 2021. Cũng có thể vì hợp đồng quảng cáo chỉ mới thực hiện trong thời gian gần đây, những sản phẩm gắn ảnh anh bốn đã được đưa ra thị trường và một số nơi vẫn đang sử dụng. Đến nay, nam danh hài không lộ diện ở bất kỳ nơi đâu. Có lẽ, sự việc này khiến Hoài Linh ảnh hưởng nhiều từ tinh thần đến sức khỏe. Và rất lâu nữa, những ai yêu thương anh bốn mới có cơ hội nhìn thần tượng đứng trên sân khấu.